Hôm nay cho mấy đứa đi chuẩn bị về nhà mới. Ok. Ok. Rốt quay lơ quý vị. No. Mát chưa? Dạ nhìn cái gì? Nhìn nó có mấy đứa. Ôi. Đã tới nơi. À, tất cả 9 đứa này thì có một đứa là có hơi say xe một tí, nôn ra bọt. Còn lại tất cả là đều ngáo ngơ như này sau khi đi 110 cây. Đây. Ông này là ông ấy này, ơi xem này. Dây hơi chặt, dây cổ hơi chặt đây này. Còn lại là tất cả đều ngáo ngơ, không quan tâm. Hơi nóng. Rồi. Sao? Nào, thôi anh lọc bế hai đứa một đi. Rồi. Để anh phải ngồi đây lại đóng cửa xe mà. Đạp cửa xe vào sổ. Đạp cửa xe. Mi ngồi yên đấy Mi. Rồi lần lượt rồi chúng ta sẽ vào. Không, chưa ra vội. Cứ từ từ. Ngồi yên đấy nha, lại đóng cửa vào cho nó mát. Bên ngoài nóng lắm. Nóng lắm. Phù. Ông làm này hả? À, mấy hôm thời tiết quá nóng cho nên là cho bọn nhóc con nó nghịch nước. Và đã có thấy xuất hiện nấm da. Thì cái này khi mà chuyển chó cho mọi người thì trại sẽ gửi kèm theo cái thuốc xịt cho mọi người. Rồi mọi người xịt giúp. Bởi vì nó rất là nóng. Giữa cái việc nấm và cái việc đảm bảo cái sức khỏe của con chó và nó tăng cân theo chuẩn thì chấp nhận được cái việc nó bị nấm da một chút, một vài vết nhỏ, xịt 2-3 ngày là nó sẽ khỏi thôi. OT. Chờ nhá, chờ tí đến lượt rồi chúng ta vào nhá. À, đâu rồi? Thằng hơi say xe đâu rồi? À đâu, thằng hơi say xe nó đây, nó chính là thằng nâu này đây, nó bình thường chứ nó có ấy đâu. Hả? À, dọa nhau tí thôi đúng không? Rồi. Nào tất cả tập trung. Hey. 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 Đóng cửa rồi. OT nhá. Đến loạt thứ hai. Tắt video đến loạt thứ hai nào.